chung kết 800m của nam. Việt Nam có hai vận động viên góp mặt, đó là chạy ở làn số 5, còn Giang Văn Dũng ở làn số 6. Ở làn số 1 đó là Maes Warren Sunmugom của Malaysia. Wan Muhammad Fatri, Wan Zahari cũng của Malaysia ở làn chạy số 2. Các vận động viên đã bắt đầu tranh tài ở đường chạy 800m của nam. Đức Phước của Việt Nam ở đường chạy số 5, còn Giang Văn Dũng ở đường chạy số 6. Đức Phúc mang số danh 322, còn Giang Văn Dũng là 303. Đức Phước mặc áo đỏ, còn Văn Dũng là mặc áo trắng. Lúc này khoảng cách giữa các vận động viên vẫn đang khá sát nhau. Vận động viên của Philippines đang là người dẫn đầu, đó là Mariano Veduban. Trong hầu hết các cự ly mà chúng ta được theo dõi ở những phút vừa qua thì các vận động viên của Philippines thường là người bứt lên từ sớm. Chỉ có Eric Sunquay giành được huy chương vàng, còn lại thì chân chạy của Philippines đã không thể vượt qua các vận động viên của Việt Nam ở những nội dung 400m rào nữ và nội dung 800m của nữ. Vẫn là lợi dẫn dành cho chân chạy của Philippines, Mariano Veduban. Và cùng xem bước ngoặt ở những mét cuối cùng đã có sự bứt lên đến từ vận động viên chủ nhà của Campuchia. Và Lương Đức Phước của Việt Nam cũng đang rất quyết tâm. Và cùng hy vọng Đức Phước sẽ có thể vượt qua đối thủ đến từ Campuchia. Những mét cuối cùng rồi. Vận động viên của Campuchia đã về nhất, và Đức Phước giành được tấm huy chương bạc. Rất nỗ lực để bứt lên, tuy nhiên Đức Phước đã không thể chiến thắng Chun Bun Thon của Campuchia, người đang sự bứt lên quá bất ngờ của Chun Bun Thon ở những mét cuối. Khi mà chúng ta còn đang lo lắng về khoảng cách của Đức Phước và Văn Dũng với vận động viên của Philippines thì bất ngờ Chun Bun Thon vượt lên. Mặc dù Đức Phước đã rất nỗ lực để bắt kịp, tuy nhiên vận động viên của Việt Nam chỉ có được tấm huy chương bạc. Chúng ta đã nhìn thấy sự quyết tâm và nỗ lực của Đức Phước, rất nhiều hy vọng ở những mét cuối cùng. Nhưng Chun Bun Thon cũng rất xuất sắc. Có hạnh phúc đến từ Chun Bun Thon với tấm huy chương đầu tiên của Campuchia tại SEA Games lần này. Tấm huy chương đầu tiên ở môn điền kinh.